Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Quang. Mình đọc cái bài này cho các bạn nghe ha. Bài này được đăng ngày hôm qua, ngày 5 tháng 6 2024. Ba sự cố y khoa tại phòng khám thẩm mỹ trong 4 ngày và một người tử vong. Thì cái tin này nó không hay ho gì, chứ tại mình cũng là đang làm thẩm mỹ. Cho nên nó là cái tin này mà đưa ra ngoài thì nhiều người ta lo sợ ta sẽ không làm thẩm mỹ nữa. Tuy nhiên mình sẽ đọc cho các bạn và mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình cũng rút kinh nghiệm và các bạn cũng rút kinh nghiệm để mình làm sao cho nó an toàn thôi ha. Mình đọc mình không nói đúng hay sai, không nói cái chỗ phòng khám này làm đúng hay làm sai hay là nó bị cái gì, tại vì cái chuyện đúng hay sai là chỉ có sở y tế hoặc là bộ y tế hoặc là tòa án mới được quyền nói thôi. Còn tụi mình đọc thì tụi mình sẽ rút kinh nghiệm là mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì cho nó an toàn thôi các bạn ha. Rồi, trường hợp thứ nhất là bệnh viện quân y 175 là sự cố nghiêm trọng liên quan tới người bệnh hút mỡ bụng, cấy mỡ vào vùng trán và thái dương tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty gì đó, mình không nói tên ha, cái này tế nhị mình không nói tên. Rồi, theo báo cáo của bệnh viện quân y 175 thì ngày 1 tháng 6 thì một người 31 tuổi đến phòng khám để hút mỡ bụng cấy vào trán, tức là hút mỡ bụng cấy lên trán và thái dương. 45 phút sau thì người bệnh có biểu hiện là lừ đừ, tiếp xúc chậm, không nói được, yếu tay chân bên phải. Rồi các bạn, mình sẽ phân tích cho các bạn. Nếu như một người lừ đừ tiếp xúc chậm ha, mà có vị kim loại, rồi co giật, rồi hôn mê, thì cái đó là mình sẽ nghĩ nhiều tới ngộ độc thuốc tê ha bạn ha. Đặc biệt là có hút mỡ nè, hút mỡ bụng là mình phải pha theo cái tỷ lệ mà nó đúng theo cái hướng dẫn của dung dịch Timoxen là lidocaine liều bao nhiêu, nhưng mà nó phải đúng với Timoxen nha các bạn nha. Còn nếu như các bạn vừa có hút mỡ bụng mà các bạn vừa có cấy mỡ vào vùng trán và thái dương, thì khi mà cấy mỡ vào vùng trán và thái dương thì các bạn phải gây tê đúng không? Các bạn phải gây tê tại chỗ, thì lúc đó các bạn không được quyền áp dụng liều của hút mỡ bụng nữa, mà lúc đó các bạn phải theo liều của gây tê tại chỗ với lidocaine là 4,5 mg một ký đối với không có adrenaline và 7 mg một ký đối với các bạn có pha adrenaline các bạn nha. Chứ các bạn không được theo cái liều 35 mg một ký của hút mỡ bụng nữa nha các bạn nha. Không được theo cái liều của lidocaine của Timoxen nữa, mà phải theo cái liều gây tê tại chỗ nha các bạn nha. Cho nên nếu mà các bạn sử dụng mà hút mỡ bụng mà có cấy vào vùng trán thái dương mà mình gây tê không đúng là có khả năng bị ngộ độc thuốc tê. Nhưng trường hợp này báo viết là lừ đừ tiếp xúc chậm, không nói được, yếu tay chân bên phải. Tức là bệnh nhân bị yếu tay chân bên phải, yếu tay yếu chân bên phải, mà cái tay bên trái, cái chân bên trái còn cử động bình thường, thì mình sẽ nghĩ tới biến chứng là xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Nhồi máu não thì nó có thể là nhồi máu não do cục máu đông, hoặc là mảng xơ vữa, hoặc là mỡ các bạn ha, do mỡ. Rồi, trường hợp này là có yếu tay chân bên phải nè, yếu một bên nè, thì thường mình sẽ nghĩ tới nhồi máu các bạn ha. Còn xuất huyết não đó, xuất huyết não thường nó sẽ làm cho bệnh nhân đau đầu và bệnh nhân sẽ dẫn đến hôn mê rất là nhanh ha. Rồi, phòng khám đã chuyển tới quân y 175 với chẩn đoán là nhồi máu não diện rộng bán cầu trái do thuyên tắc mỡ sau phẫu thuật cấy mỡ tự thân. Thì chẩn đoán nhồi máu não thì ok các bạn, còn diện rộng hay không rộng gì thì phải chụp CT hoặc là chụp MRI thì mình mới biết được nó rộng hay không rộng. Còn về lâm sàng thì mình chỉ đoán nó là nhồi máu não thôi, thuyên tắc mỡ sau phẫu thuật cấy mỡ tự thân. Nếu như thế này thì mình sẽ nghĩ tới trường hợp gì các bạn? Nếu mà với chẩn đoán này đúng đó nha, nếu mà mình nói chung đoán là thuyên tắc mỡ thì chắc chắn là nó sẽ do cái hành động là cấy mỡ vào thái dương, tại vì bệnh nhân này có hút mỡ bụng và cấy vào vùng trán và thái dương. Khi mà cấy vô trong thái dương á thì cái mỡ nó sẽ được bơm vô tĩnh mạch hoặc là bơm vô động mạch và nó chạy, nó làm nhồi máu não. Nhồi máu có nghĩa là thuyên tắc cái động mạch đó bạn, thuyên tắc mạch máu á. Thì như vậy kinh nghiệm rút ra cho các bạn là gì? Khi mà các bạn ghép mỡ á, làm các bạn bắt buộc phải sử dụng kim tù, canula tù, và trước khi các bạn bơm á thì các bạn phải hút ngược xem có máu hay không. Rồi các bạn bơm, nếu mà các bạn bơm mà các bạn thấy mỡ nó chảy dưới tay mình á ha, các bạn thường ghép mỡ là gì? Là cái vùng đó nó bị lõm, cái vùng thái dương nó bị hõm ha, hoặc là cái vùng trán nó bị hõm thì mình ghép vô. Mà khi các bạn dùng canula các bạn chọc vô, các bạn phải hút ngược ra, sau đó các bạn bơm hút ngược là không có máu, các bạn bơm, mà các bạn bơm mà thấy cái mỡ nó trồi lên cái tay của mình á, nó đầy lên á, là chắc chắn là nó không vô mạch máu, là lúc đó an toàn các bạn ha.
Còn khi mà ghép mở mà các bạn sử dụng kim nhọn thì cái khả năng đâm vô mạch máu nó rất là cao. Mình không nói bệnh nha, không nói bạn này dùng cái gì thì mình không nói đúng hay sai nha các bạn nha. Mình chỉ rút kinh nghiệm cho các bạn thôi. Rút kinh nghiệm là làm như thế nào nó an toàn thôi. Còn nếu như chúng ta đã làm những cái thủ thuật đó, chúng ta sử dụng cannula, chúng ta rút ngược, chúng ta bơm từ từ mà bệnh nhân vẫn bị, thì cái đó là do sự cố y khoa không 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 có mong muốn. Và nếu như các bạn làm đúng quy trình, đúng hết quy trình thì các bạn sẽ được miễn miễn nhiễm trách nhiệm ha. Đúng quy trình là gì? Thứ nhất là các bạn làm tại phòng khám, cái phòng khám đó có giấy phép phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Thứ hai là cái người làm là phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không? Cái thứ ba là cái hút mở ghép thái dương có được làm tại phòng khám hay không. À, nếu như phòng khám đã được cấp phép là đúng quy trình. Rồi cái thứ tư là cái quy trình của mình dùng thuốc tê nó trong liều an toàn hay không. Đó. Cái thứ năm là khi lấy mở ra mình xử lý đúng hay không. Cái thứ sáu là các bạn có sử dụng cannula đầu tù hay không, các bạn có hút ngược hay không, và các bạn có bơm từ từ bằng cái qua cái cannula hay không. Nếu như các bạn làm đúng những cái đó hết, đúng hết hoàn toàn những cái đó thì là đúng quy trình. Đúng quy trình mà sự cố vẫn xảy ra là các bạn được bảo vệ. À, còn nếu như các bạn làm tại một cái phòng khám mà cái phòng khám này nó không có giấy phép, không có giấy phép phẫu thuật tạo hình, hoặc là cái phòng khám này có giấy phép phẫu thuật nhìn nhưng mà bạn không phải là bác sĩ, bạn là bác sĩ bình thường, bạn là bác sĩ ngoại hay là bác sĩ gì đó mà không có cái giấy phép phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mà các bạn làm thì có là sai quy trình, thì các bạn phải chịu trách nhiệm. Thôi mình rút một trường hợp vậy thôi, cái video này là chỉ một trường hợp vậy thôi. Mình sẽ làm cái video khác, trường hợp khác ha, tại vì nếu mà làm một cái video không á thì rất là dài.